Đây là mẹ của tớ. Sao mình nghèo thế này? Còn đây là bố tớ. Đi thôi, không đời nào. Hôm nay là sinh nhật mình. Wow, cho con sao? Những gì tốt nhất đều dành cho bé yêu của bố. Nó ôm rất mềm đấy. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Cảm ơn bố ạ. Bố còn cái này cho con nè, mang vào đi. Đây, cái bánh ngon tuyệt này cho con hết đấy. Con thích bánh lắm. Ai lại không chứ, nhưng chưa hết đâu. Quá à. Vẫn còn nữa, sẵn sàng cho món quà chính chưa? Nó tuyệt lắm, mang vào đi. Wow, bố biết, khủng nhờ. Cái gì vậy bố? Chào, vroom vroom. Tài xế riêng của con. Lên xe thôi. Bữa tiệc thứ hai. Không biết mẹ có kế hoạch gì không nhờ? Chào mẹ ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Mẹ có cái này cho con nè. Mẹ tự gói đấy nhá. Chiếc tất còn lại. Cảm ơn mẹ. Giờ mình đã có hai chiếc rồi. Không được quên bánh của con nhá. Mẹ cũng ăn đi. Cảm ơn con yêu. Con thật đáng yêu. Không, tôi muốn có hai du thuyền và một máy bay. Bye. Chào bố ạ. Wow. Cứu với. Bố sẽ cứu con. Được rồi. Suýt nữa thì tiêu. Con không sao chứ? Con thấy cuộc sống lướt qua trước mắt luôn ạ. À. Anh nói ông ấy đang phẫu thuật là sao? Tôi muốn có bác sĩ ngay. Con gái yêu của tôi vừa có một trải nghiệm đau thương. Tôi còn hỗ trợ y tế. Nó khiến anh đặt câu hỏi là điều gì quan trọng trong cuộc sống. À, gọi trợ giúp sao? Wow, dịch vụ tốt đấy. Cô phải giúp con gái tôi. Tôi sẽ lo chuyện này. Con sẽ khá hơn chứ? Để cháu nằm thoải mái nhá. Cái này sẽ làm cháu bớt nóng. Tất cả những gì cần làm là đợi thôi. Con bé sẽ không sao chứ, tôi sợ quá. Tránh ánh đèn nhé con yêu. Vâng ạ. Đàn áo thật thư giãn. Mẹ ơi, con đau quá. Chắc không sao đâu, để mẹ xem nào. Ôi trời, chúng ta phải làm gì đó. Túi rau đông lạnh này sẽ có tác dụng đấy. Nằm xuống đi. Hơi lạnh đấy, nhưng sẽ có tác dụng. Chúng ta phải đợi. Mình sẽ đan cho xong. Đan len khó hơn mọi người nghĩ đấy. Ok, để xem vết bầm đó nào. Nó xẹp rồi. Cái này hiệu quả phết. Và chúng ta có thể dùng rau này cho bữa tối. Mẹ hy vọng là con đói rồi. Đến giờ ngủ rồi sao? Ngủ thôi con yêu. Đắp chăn cho ấm nào. Xong rồi. Ngủ ngon nhá. Mình không muốn đi ngủ đâu. Mình muốn chơi game hơn. Được nghỉ ngơi rồi. Hy vọng có phim gì đó. Mẹ sẽ không biết đâu. Điều khiển không bấm được. Không có pin. Lạ thật. Vui quá. Vui hơn là đi ngủ nhiều. Trong này có chuyện gì vậy? Có gì đó sai sai thì phải. Yên tĩnh quá. Từ từ nào. Mẹ tưởng là mẹ nói con đi ngủ rồi. Cái gì đây? Mẹ đã bị lừa. Tại sao nó lại làm thế với mình? Đợi chút. Vui ghê. Lên giường đi. Đưa máy chơi game cho mẹ. Mẹ sẽ lấy pin. Con cần phải đi ngủ. Thôi trò vớ vẩn đi. Chỉ là đùa thôi mà. Chắc giờ mình xem tivi được rồi. Để xem có gì nào. Cái này hay đây. Căng thẳng quá. Mình không thể ngừng xem được. Ôi không. Hả? Cái gì vậy? Eo ơi. Chỉ là bong bóng thôi. Đợi đã, cái đó đâu ra vậy? Trông ghê quá. Lại một trò đùa ngốc nghếch nữa.
Bắt được mẹ rồi. Con làm mẹ gặp ác mộng đấy. Không tin được là mẹ lại bị lừa nữa. Đến đây nào. Kiếm cái gì hay để xem thôi. Cái gì không đáng sợ á. Ngủ ngon nhé con yêu. Hy vọng con mơ thấy kỳ lân và tiền. Ok, con đã sẵn sàng đi ngủ rồi. Chúc bố ngủ ngon ạ. Mình sẽ chơi game một xíu thôi. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Oops. Đợi đã nào. Đưa điện thoại cho bố. Ngủ ngon ạ. Cái kia nữa. Dạ. Con không nghĩ bố biết đấy. Bố cũng từng là con nít. Ba trò này nhăm nhò gì. Thật không công bằng. Không biết cái này làm gì nhỉ. Mình đã được triệu tập. Ước muốn của cô là mệnh lệnh của tôi. Cái này sẽ giải quyết vấn đề của anh. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Con ổn chứ? Không như anh thấy đâu ạ. Để tôi giải thích. Tôi đã cảnh báo anh trước rồi. Ra khỏi đây thôi. Hẳn là đau lắm. Anh ta xứng đáng bị vậy. Và chàng hoàng tử đẹp trai cứu được công chúa. Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ai đó giúp tôi không? Chào mẹ ạ. Hôm nay ở trường vui chứ con. Mẹ nhớ con quá. Nhìn mấy cái bánh kìa. Có bánh cháu thích không? Bà có tất cả các loại đấy. Mẹ, mua cho con cái bánh nhá. Đi mà. Nhìn ngon quá. Con sẽ thích đấy, rất là ngon. Lại đây cô gái, mua cho con của cô đi. Đây là tất cả những gì tôi có. Nhiều đây thôi á. Xin lỗi. Chà, không đủ rồi. Đi mà, cháu năn nỉ đấy. Sao có thể từ chối khuôn mặt kia cơ chứ. Cất tiền đi. Cầm lấy. Mẹ nhìn này. Ồ, mẹ xin lỗi. Bố. Chào anh. Có lẽ bố có thể giúp đấy. Tôi nghĩ chừng này sẽ đủ. Và ly sao? Không phải chứ. Được, mình sẽ hùa theo. Ôi trời, mình giàu rồi. Lấy hết đi, tôi sẽ đi nghỉ mát. Ai muốn ăn kem nào? Tự nhiên đi. Wow, cái đầm đẹp quá. Ước gì mình có nó. Chào con yêu, có chuyện gì vậy? Bố ơi, con muốn cái đầm này. Đẹp đấy. Đợi đây nhá, bố có cái này. Xin chào. Hay rồi, anh ta cần gì đấy chứ. Xin chào. Con gái tôi muốn có một chiếc váy đẹp, giải quyết đi nhá, hiểu chứ? Dĩ nhiên rồi thưa anh. Wow, nhìn những chiếc đầm này nè. Xoay một vòng cô xem nào. Cháu không thích màu này. Không được. Chắc cô phải có gì đó phù hợp với sở thích của cháu. Chiếc đầm lấp lánh này thì sao? Không hợp với cháu. Cái này hợp nè. Cháu không thích. Sẽ phải có cái gì đó cháu thích chứ nhở. Vậy mới đúng nè. Tuyệt vời. Cứ như công chúa vậy. Wow, tốt lắm. Cô lại làm được việc đấy. Nhìn con gái nhỏ đang đọc sách kìa. Cái đầm này xấu quá. Wow, đây mới là đầm chứ. Mình mặc sẽ đẹp lắm đấy. Mẹ em mua cho con cái đầm này được không? Chừng đó tiền. Cho một cái đầm á. Nhưng nó đẹp mà. Mình không mua nổi. Mình phải nghĩ ra cách khác. Có lẽ mình sẽ tự may. Ý là mình cũng khá thời trang mà. Cắt ở đây. Ít băng keo. Nhìn đẹp đấy chứ. Sẽ xinh lắm đây. Và cho bước cuối cùng. Xong, con thấy sao? Con thích lắm. Đúng là thứ con cần. Cảm ơn mẹ ạ. Mùa hè sắp đến rồi và bố mẹ cũng nên thủ sẵn vài mẹo hay đi nào. Bạn còn phân vân chưa biết nên chọn loại giày dép nào, hãy lấy Popit đặt chân bạn lên đó và cẩn thận cắt quanh viên nhé. Gắn dây sandal vào và bạn đã có dép thời trang rồi, lại còn được nghịch vui chơi nữa chứ. Kẹo nè, mình sẽ ăn từng viên một. Từ từ đã con yêu, con biết quy tắc mà. Con phải ăn cháo yến mạch thơm ngon đã. Con không ăn đâu. Hình như mẹ bận rồi.
cơ hội đây rồi. Mình sẽ đổ cái quần nợ này đi. Thứ này thuộc về thùng rác. À, thế à? Tưởng lừa được mẹ dễ thế sao? Mình có cách trị thằng này rồi. Ngon hết giấy. Thưởng cho mình một viên kẹo nè. Từ từ cái đã. Con có quên gì không vậy? Ăn cháo yến mạch đi. Ok mẹ. Có cần không ạ? Có chứ, ăn đi con. Mình quá thông minh mà. Bye bye nhà yến mạch. Cái bát này hỏng rồi. Sao không đổ được ra? Ủa là sao vậy? Sao lại thế này được chứ? Con cứ ăn đi rồi khăng hết. Không công bằng tí nào. Ăn thì ăn. Mẹ vui chưa? Ngon lắm. Nhìn băng bóng đẹp chứ kìa. Wow. Đọc sách mà thấy đói ghê. Đến giờ ăn chưa rồi? Không nhớ mình mang những gì nữa. Sữa chua. Jennifer ơi, xem bố có gì này. Ôi, ngon ngon. Há miệng ra nào bé con. Nhìn ngon quá. Không. Bắn đầy mặt bố rồi. Ria mép lộng lẫy của tôi hỏng hết rồi. Khoan, còn tí sữa chua nào không ạ? Không sao đâu con, để bố lo. Để bố lo cái đã nhé. Khoan đã, bố có ý này. Có ai muốn ăn sữa chua không nào? Há miệng ra. Bóp nhẹ một chút và thế là xong. Ngon quá đi. Khỏi cảm ơn con yêu. Thật khó tin là con gái nhỏ của mình lớn nhanh đến vậy. Mong là con bé thích quà này. Đó, còn cả bánh sinh nhật nữa. Nhìn xem, đẹp xuất sắc, nhìn mà thèm. Ôi không, gì thế nhỉ? Ôi chết, mình làm vỡ nến mất rồi. Sao mà cắm lên bánh đây? Phải làm sao bây giờ? Ăn miếng kẹo cho bình tĩnh đã. Từ từ, trông giống số 5 phết. Mình có cách rồi. Mình biết cách xử lý rồi, cứ thử xem sao. Lấy kẹo dẻo hình rắn và dùng bút 3D vẽ lên đó. Tạo đường xoắn nhỏ trên rắn kẹo dẻo này. Cứ tiếp tục xuống tiếp dưới nhé. Phủ kín bằng nhựa như thế này này. Rắn kẹo dẻo giống như khuôn sẵn. Cuối cùng, bạn sẽ có được một thứ như thế này. Chỉ cần nhấc số 5 ra khỏi rắn kẹo thôi. Và cắm lên bánh thôi nào. Wow, đẹp quá đi mất. Nhắm mắt ước đi con yêu. Yeah, chúc mừng sinh nhật. Wow, chào con ạ. Wow, trông ổn đấy. Người theo dõi của mình sẽ thích cho mà xem. Úi trời ơi. Chris ơi, xem video này. Xin chào các bạn. Yeehaw, donut này. Mẹ cũng hút được nhiều view như thế. Chỉ cần nghĩ ra ý tưởng gì đó. Đúng rồi. Cần chút đạo cụ nè. Nổi như cồn nào. Mắt kính đâu rồi ta? Ok, đây nè mẹ ơi. Mẹ cảm ơn. Kính bị sao thế này? Sao mà đeo được nữa? Sao mà thành TikTok ở đây? Mà chờ chút. Mình nghĩ ra cách rồi. Nếu kính râm không cho bạn nhìn rõ thì mẹo nhỏ nè. Bôi một lớp son móng te xung quanh mắt kính. Cố gắng tô sao cho đều và có cùng độ dày nhé. Thế này nè. Tiếp theo, dùng cọ mỏng để thêm vài chi tiết bằng sơn trắng. Vẽ các đường nhỏ lên trên sơn móng tay. Lặp lại với sơn xanh và vàng nhé. Kính râm donut. Ngọt ngào ghê. Có thế chứ. Chris, con yêu, con quay cho mẹ đi. Nhớ quay góc đẹp của mẹ đấy. Wow, mẹ ơi, mẹ nổi tiếng quá. Tuyệt vời ông mặt trời.
gì đây? Không công bằng. Nhìn kho báu của mình nè, bộ sưu tập vỏ sò quý giá lấp lánh tươi đẹp. Đói bụng quá đi mất. Ăn gì được nhỉ? Nghĩ xem có món nào không. Mẹ đâu rồi? Mà chờ chút, không có mẹ, mình tha hồ lục tủ lạnh. Mẹ còn lâu mới biết. Wow, tên ăn đó rồi. Ôi không, làm cho mẹ thích, mẹ sẽ cho mình ta đít mất. Phải sửa nó thôi. Làm thế nào đây? À đúng rồi, thử dùng vỏ sò xem sao. Đúng là thiên tài. Giá một miếng nam châm vào đá, nhấn cho chắc nhé. Rồi trang trí viên đá nhé. Chúng ta sẽ tô màu trắng lên nhé. Phủ kín cả viên đá luôn. Trò này chính ra vui ghê. Đừng bỏ sót điểm nào, để cho sơn khô. Tiếp theo dùng sơn vàng vẽ một hình tròn và tô vào trong, trông như quả trứng ấy. Kết thỏa sức sáng tạo nhé. Ok, mai là mẹ sẽ không để ý. Con trai cưng của mẹ. Xin thịt tòi. Pizza, oh yeah. Con cảm ơn. Đừng có uống nước ngọt nữa, muộn học rồi. Mẹ, đến trường để học chứ không phải trình diễn thời trang. Ba lô đây, đi đi. Có cần không chứ? Mưa, trời mưa rồi nè. Bão ấy chứ. Yes, khỏi đi học. Hay đấy, chờ đây. Mẹ chỉ cần rèm phòng tắm thôi. Đánh bại thời tiết với áo mưa nhà làm. Gấp rèm phòng tắm thành hình tam giác và cắt phần đầu đi. Nhớ lấy kéo sắc một chút nhé. Ok rồi. Tiếp theo lấy hai hình vuông và đặt chồng lên nhau. Đặt một dải dưới cách nhiệt lên một mặt và hơn nóng cho dính vào nhau. Giờ thì chấp mọi loại thời tiết. Gì cơ chú? Nhìn con xinh lắm. Thôi đi nhanh không trễ giờ. Trông như thằng hề ấy. Thế à? Gì vậy? Giảm giá dụng cụ à? Bố ơi, nhìn tranh con vẽ này. Đẹp lắm con gái. Ủa, cái gì trên áo con đấy? Con thử sơn lên người. Mẹ sẽ nổi điên lên cho mà xem. Em giận anh trông con có một lúc mà thế này à. Là tại anh, đừng mắng con. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Thay áo ra nào. Không tô lên áo nữa ok. Vâng ạ. Vẽ vui lắm. Nhìn con bé kìa. Picasso nhỏ của bố. Nhìn này bố ơi. Ui trời ạ. Ui chưa. Phải nghĩ cách mới được. Bố hiểu ra rồi. Đây con yêu, tạp dề của con nè. Cảm ơn bố. Chờ chút. Ok, Jennifer, cho bố xem tranh nào. Wow, con bố vẽ đẹp quá. Bố sẽ treo lên tường. Và không dây bẩn. Không có thời gian để lãng phí đâu. Phải phẫu thuật ngay. Đừng lo, tớ là chuyên gia mà. Tớ sẽ cắt cái này ra, nhưng không sao. Tớ có đồ thay thế. Lẽ ra sẽ hơi lộn xộn đấy. Tớ sẽ luồn sợi dây này vào bộ lông của cậu, sau đó cắt phần thừa đi. Tuyệt vời. Nhưng chưa xong đâu. Xem chúng ta phải xử lý chuyện gì nhá. Bắt đầu thấy áp lực rồi đấy. Đây là lúc áp dụng những gì được đào tạo. Nhìn mớ lộn xộn này này. Sao nó vào đó được vậy? Ew, kinh quá. Không, đừng đi mà. Đừng có chuyện gì nhá. Không được. Cậu đừng bỏ cuộc. Không có tác dụng. Đợi chút, hy vọng cách này hiệu quả. Đấy đã, nhịp tim kìa. Hiu, suýt nữa thì tiêu. Nhưng gấp dễ sợ.
Xem nào, trang trí đã xong. Phải có đồ ăn vặt, một thứ nữa thôi. Cái mũ dễ thương này, mình nghĩ mở tiệc được rồi đấy. Cần khách mời. Mình sẽ gửi tin nhắn cho Chris. Phải cho cậu ấy biết nên đến lúc mấy giờ. Cậu ấy sẽ thích, cậu ấy mê tiệc tùng mà. Mình nghĩ đủ hết rồi đấy. Giờ làm gì đây? Để kiểm tra nhạc. Mình muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Đợi chút. Đúng bài hát này rồi. Nhân vật chính của tiệc sinh nhật đâu nhỉ? Cậu ấy đây rồi. Mẹ ơi. Các cậu đến rồi. Tới đây anh bạn. Mấy cậu dâu hả Jake? Đẹp đấy. Cái này cho cậu. Wow, tuyệt quá Kevin. Đợi chút. Của cậu đây. Cậu hiểu tớ ghê. Ai vậy nhở? Tớ quay lại ngay. Hey, xem này. Chỉ là người giao hàng. Chúng tôi cũng có cảm xúc đây. Chắc rồi. Woohoo, DJ Kevin đến đây. Cái bánh nhìn ngon quá. Lại đây thử đi các cậu. Tôi đang tập trung. Nhưng cậu đã nhắc đến bánh. Cốc cốc. Đợi chút. Ôi trời, cậu đến rồi. Tôi không bỏ lỡ. Tôi chảy nước miếng rồi nè. Tôi muốn ăn ngay và luôn. Đây là thứ đẹp nhất tôi từng thấy. Hey, cậu làm gì vậy? Cậu có muỗng không? Biết ngay là quên gì đó mà. Đợi chút. Chúng ta có thể dùng cây ốc quế này. Tớ sẽ múc bánh vào cây ốc quế. Cậu đúng là thiên tài. Có đủ cho mọi người. Có bánh thì tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu. Quẩy thôi. Woohoo. Chúng ta ăn bánh được rồi chứ? Mềm và xốp quá. Im đi, tao dậy rồi. Mình không phải người thích dậy sớm. Sao cơ? Có tiệc á? Phải chuẩn bị thôi. Mình sẽ cạo râu sơ, sau đó chọn bộ đồ hoàn hảo. Nhìn đẹp đấy. Chris đang làm gì vậy? Mình muốn biết. Này, anh đang làm gì thế? Anh chuẩn bị đến bữa tiệc. Không thấy sao? Nói gì đây? Anh nổi tiếng mà. Tiệc á? Em đi với nhá. Hả? Em không được mời. Nhìn em kìa, em không hợp đâu. Sao cơ? Anh nói gì vậy chứ? Anh nói về muộn của em sao? Không quan trọng, mẹ nói em đẹp mà. Vậy em đến bữa tiệc được không? Không, và đừng nhìn anh như thế. Thật bất công. Mình cũng chả muốn đi. Cái gì? Động đất? Không thể nào, ai cứu tôi với. Mình quá đẹp trai cho chuyện này. Dừng lại đi. Đừng làm rối tóc mình. Hết rồi. Không có gì nghiêm trọng. Tới đâu rồi nhỉ? Ouch, đầu mình. Wow, kinh khủng quá. Nhìn đống lộn xộn nè. Cái gì đây? Đợi đã. Mình nghĩ mình có thể dùng nó. Nó sẽ giúp loại bỏ mụn. Đáng để thử mà. Wow, được nè. Cảm giác tuyệt vời. Trông mình thế nào? Phải cho Chris xem mới được. Hey, anh trai. Thấy gì khác không? Da em mịn màng rồi nè. Hey, nhìn em đi. Nè, hơi thở của mình có thể thơm hơn nhưng không sao. Justin, có chuyện gì vậy? Nhìn em tươi tắn quá. Nào, đi thôi. Chúng ta đẹp trai ghê. Và cũng đang vui nữa. Em ngầu lắm, anh thích phong cách của em. Quẩy thôi. Được thôi, em rất nôn nóng. Mấy giờ mẹ đến đón tụi mình vậy? Mình phải làm gì đây? Không thể để lâu hơn nữa. Chỉ có một cách thôi. Đừng cử động. Là tớ đấy. Có thể các bạn thắc mắc sao chuyện lại như vậy. Đợi chút nhá. Tua lại nhá. Có nhiều chuyện để kể lắm. Lấy bỏng ngô đi, câu chuyện sắp bắt đầu. Wow, tuyệt quá. Này con, đang làm gì đó? Hả? Chào bố. Chuối ngon quá. Đợi chút. Nhìn tư thế của con kìa Justin. Không tốt cho con đâu. Con đang còng lưng đấy. Nào con trai, con phải ngồi thẳng lên. Tốt hơn rồi. Cảm ơn bố.
chỉ làm việc của bố thôi mà. Giờ mình sẽ thưởng thức món chuối. Chúc bố vui vẻ. Mình sẽ làm được, mình sẽ thắng. Hey, sao giờ con? Đợi đã, con vẫn chơi từ nãy đến giờ sao? Vâng ạ. Sao cũng được. Đợi đã, mình đang làm gì vậy nè? Xong rồi, phải đi ngủ thôi. Kỳ lạ quá. Không hay rồi. Mẹ nó sẽ giận lắm cho xem. Mình phải xử lý chuyện này. Hey, bố làm gì vậy? Justin, ngồi thẳng lên, bố nghiêm túc đấy. Phải làm gì đây? Không thể để lâu hơn nữa. Chỉ có một cách thôi. Đừng cử động. Đây là lỗi của con đấy Justin. Bố đang cố giúp con đấy. Bố sẽ quấn thắt lưng quanh người con, sau đó thắt lại đằng sau như thế này. Xong, như vậy mới phải chứ. Thật ra cảm giác cũng khá dễ chịu. Cảm ơn bố. Được rồi, mình đi ngủ tiếp đây. Bố ngủ ngon. Và tớ vẫn đeo nó. Xem nè. Đợi đã, các bạn nghĩ ông ấy... Thôi nào, đây là kết thúc có hậu đấy. Vui quá. Mình có thể làm việc này cả ngày. Vui ghê. Không giống mấy món đồ chơi này. Nhưng giờ mình buồn quá. Không còn gì để phá nữa. Chào. Khoai tây chiên này ngon quá. Nhưng hơi bẩn một chút. Tivi có gì không nhở? Bình thường. Còn gì tuyệt hơn một ngày lười biếng chứ. Hết khoai tây chiên rồi. Sao người tốt hay gặp chuyện xấu vậy nhở? Phải đi mua thêm rồi. Đợi đã. Đồ này không đi được. Phải đi thay đồ thôi. Như này mới đúng nè. Không Chris, em không thể. Có chứ, và em đang tận hưởng mọi khoảnh khắc. Anh thấy sao, đẹp đấy chứ. Tại sao, em lại làm vậy? Xem này. Oops. Em cắt túi xách của anh luôn. Và tiền nữa. Em bị sao vậy? Bình tĩnh. Nói gì đây, em là nghệ sĩ mà. Này Justin, nhìn áo thun của em nè. Em có thể làm một cái cho anh. Em làm anh bực quá. Thở đi nào. Mình biết phải làm gì rồi. Mình cần mặc lại chiếc áo thun bẩn. Đưa anh cái kéo đó. Mình sẽ điều chỉnh một vài chỗ. Dễ ẹt. Giờ mình sẽ nâng qua đầu. Nhưng không qua hết. Mình sẽ thắt một nút trên áo. Nó sẽ tạo ra một chiếc túi mua sắm đẹp. Đựng được rất nhiều. Không được đụng vào nó nhá. Đi đây. Mình thích nghĩ rằng mình đã truyền cảm hứng cho anh ấy. Làm cho xong cái này thôi. Đây rồi, món khoái khẩu của các con đây. Mì ống. Như vậy cũng được sao mẹ? Ngon quá. Mà không được quên nước sốt đâu. Nhìn ngon quá mẹ ơi. Ôi dạ, sao lại không nhở? Wow. Này, cũng ngon đấy chứ. Mẹ vui vì các con thích nó. Vì ít nhất là không phải rửa chén sau khi ăn. Mày dễ thương quá. Chào cháu, để xem sức khỏe của cháu sao rồi này. Nói a đi nào. Không đâu. Thôi nào, mở miệng to ra. Bác đi ra đi, cháu không muốn. Được rồi, xem ảo thuật nhé. Wow. Lừa được cháu rồi. Lần nào cũng hiệu quả. Bác lừa cháu. Đúng vậy. Nào, bác cần nghe nhịp tim của cháu. Cháu không thích đâu. Cháu thôi đi có được không? Vui thật đấy. Anh chẳng dễ thương này thì ổn. Chuyện rồi này. Bác sĩ phải nhanh hơn cơ. Nào, đừng cử động. Tuyệt vời. Gì chứ? Nghe hay đúng không ạ? Đưa cho bác nào. 10 năm học ngành y và đây là việc mình làm sao? Xem nào. Mình có ý này.
Mình sẽ dán con bướm lên ống nghe. Giờ nhìn trông nó không đáng sợ nữa. Nhìn con bướm bướm này nè. Wow, đẹp quá. Bác nghĩ nó sẽ đậu trên người cháu. Nghe được rồi. Mình không được cử động. Bắt được rồi. À, tay của tôi. Ups, có lẽ cái này giúp được bác sĩ. Không cần, bác không sao. Mình phải đi gặp bác sĩ mới được. Nào con, đến giờ đi học rồi. Ba lô của con đây. Cảm ơn bố. Con cần mang giày bố ạ. À, bố ngốc quá. Không thành vấn đề, để bố mang cho con. Đây nè, nhột quá ạ. Nào, ngồi yên đi con yêu. Nhột quá bố ơi. Con để bố làm được không? Xin lỗi bố ạ. Xong, đến thẳng trường được chứ? Dạ, chào bố ạ. Chào con. Thật là mệt. Có lẽ mình nên chợp mắt một chút. Bố dậy đi. Con đói ạ. Ok, đợi chút nhé. Đây này con, đủ rồi đúng không? Giờ thì mình nghỉ ngơi được rồi. Gì nữa đây? Thật không công bằng bố ạ. Có chuyện gì? Trời đang mưa, con sẽ ướt mất. Không sao, dùng cái dù này đi. Cảm ơn bố ạ. Hy vọng là chỉ có vậy thôi. Wow, hình như có bão rồi đấy. Con sẽ không bao giờ ra ngoài nữa đâu. Ôi không, dù của con gãy rồi. Không sao đâu con yêu. Nhưng mà ui, thôi xong. Mình chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Mình đang định chơi gôn mà. Xem nào, rèm phòng tắm này. Nó cho mình một ý tưởng. Gấp màn phòng tắm lại thành hình tam giác. Cắt phần đầu của tam giác ra. Đặt hai miếng vải chồng lên nhau. Dùng giấy chịu nhiệt và máy duỗi tóc để dán các miếng vải lại với nhau. Đảm bảo không có kẽ hở nhé. Ôi bố, chiếc áo mưa này rất vừa vặn. Đẹp quá. Giờ con ra ngoài được rồi. Yay, mình đúng là thiên tài. Tuyệt quá, mình vẫn khô ráo. Ồ, mặt trời. Nhưng mình muốn mặc áo mưa này cơ. Oh yeah, la la la. Cái gì chứ? Nhìn xem, con là nghệ sĩ tài năng. Đẹp quá. Không đâu, con phải dùng bút như thế này cơ. Thật đã? Ừ, muốn thử không? Dạ được, có vẻ dễ. Làm thử đi. Vui quá. Như này ạ? Không, chúng ta sẽ thử lại. Cầm bút như thế này, giữa các ngón tay. Ồ, con hiểu rồi ạ. Tốt, đến lượt con. Khó quá ạ. May mà mình thương nó đấy. Thế nào ạ? Gần được rồi con yêu. Được rồi, thử lại nhé. Nắm tay con lại như thế này. Và chúng ta sẽ gập các ngón tay lại. Vậy đấy. Lạ quá. Con sợ bố ơi. Tiếp tục đi nào. Bỏ cuộc thôi. Con làm được rồi này bố. Đợi đã. Mình cần sợi dây buộc tóc này. Đây đúng là thứ mình cần. Chúng ta sẽ luồn dây buộc tóc qua các ngón tay và nhét cây bút qua đó. Tuyệt vời, thử xem nào. Con sẽ vẽ gì bây giờ? Biết rồi. Bố không được nhìn đâu. Xong rồi, bố mở mắt đi. Nhìn này, đây là chúng ta. Đẹp lắm, đúng là con gái của bố. Mình cần ly cà phê thật đặc. Con ở đâu ra thế? Chào bố ạ. Chào con. Con muốn ăn sáng. Được rồi, bố lấy ngay. Sữa này. Vui quá. Nó di chuyển tới lui. Đây này. Bố không nghĩ là con nên làm vậy đâu. Ăn ngũ cốc và dừng trò đó lại đi.
Đừng đung đưa trên ghế, con sẽ bị đau đấy. Ăn bữa sáng của con đi nào. Bố sẽ đổ sữa. Ngon ngon. Ăn hết đi. Cảm ơn bố. Con bé ngoan ghê. Mình thích ngũ cốc và đung đưa trên ghế. Con vừa nói cái gì vậy? Không có gì bố ạ. À, không đung đưa trên ghế, dừng lại đi. Không được, quá lắm rồi đấy. Nhìn mớ lộn xộn này nè. Ups, thôi cái trò ngớ ngẩn đó đi. Tất cả những gì mình làm là dọn dẹp. Nó đi đâu rồi nhở? Mới đây cơ mà. Này, chờ đã. Chào bố ạ. Mình phải dừng trò này lại thôi. Đợi đã. Mấy cái móc này cho mình một ý tưởng. Mình phải nghĩ ra sớm hơn mới phải. Mình sẽ dán băng keo dưới chân ghế. Sau đó dán núm hút lên băng keo. Giờ thì lật ngược ghế lại. Ăn ngũ cốc đi con yêu. Hả? Sao cái ghế không nhúc nhích nữa nhỉ? Nó đứng yên rồi. Được thôi, con sẽ ăn ngũ cốc ạ. Mình ghét cà phê. Cuối cùng cũng sạch. Chào mẹ. Nước ngọt. Ngon quá. Có vết gì dính trên mặt con vậy? Vết gì ạ? Không có gì đâu mẹ. Đợi đó, mẹ sẽ dùng băng keo cá nhân. Không đau đâu. Mẹ ơi, dừng lại đi. Mẹ, con nghiêm túc đây. Mẹ biết rồi. Trải một miếng băng lên một bề mặt phẳng. Vẽ lên băng keo cá nhân. Làm nó càng ngộ nghĩnh càng tốt. Giờ thì tô màu. Mấy con cú này dễ thương quá. Gần xong rồi. Băng keo cá nhân không còn nhàm chán nữa. Wow, nhìn đẹp quá ạ. Con sẽ dán nó lên. Yeah, con thích nó. Trông con thế nào ạ? Wow, mấy cái này ngầu quá. Cảm ơn mẹ. Mẹ thật tuyệt. Đúng là một ngày đẹp trời để chạy bộ. Hey. Hả? Cái gì kia? Ok, kỳ lạ thật. Sáng bóng quá. Đợi chút, đó là tiền của mình mà. Ai làm rớt nè? Không có ai sao? Vậy hẳn hôm nay là ngày may mắn của mình. Không, đứng lại. Nóng quá. Nhìn ngon ghê. Xin chào. Cô đây rồi. Dễ như ăn bánh thôi. Xin lỗi, nãy giờ tôi mải nếm thử kẹo. Cô muốn ăn gì? Tất cả đều ngon nhỉ. Mình thích tiền miễn phí. Đó là điều tuyệt nhất trong công việc của mình. Gì chứ? Nó đâu rồi? Kỳ lạ thật. Ngọt quá. Để tôi chọn giúp. Tôi có sô-cô-la, kẹo. Nhiều táo quá. Mình không có thời gian cho việc này, bỏ cuộc thôi. Bán cho tôi một que kem. Lựa chọn tốt đấy. Cô phải trả tiền. Để tôi lấy tiền. Mình đã cất nó gọn gàng và an toàn. Đúng là một ý hay. Úp, phải kéo quần lên chứ nhỉ. Tốt rồi, kem của cô đây. Để tôi trả lại tiền thừa. Đây là tiền thừa của cô. Cảm ơn nhé, bye. Tranh mình vẽ đẹp quá. Chị cần cái bút này. Đưa cho chị. Không, dừng lại, của em ạ. Bỏ ra, chị muốn con ạ. Chị thật xấu tính. Được rồi. Mẹ ơi. Shh, yên lặng nào. Đừng mách mẹ chứ. Để em nghĩ đã. Mẹ ơi. Có gì màu nào quá vậy? Stacy lấy cây bút màu cam của con. Con không vẽ được. Không, em nói dối đấy. Con không đụng vào cây bút gì cả. Chơi ngoan đi hai đứa. Không thì mẹ yêu cả hai. Yêu mẹ. Em đúng là đồ mất lẹ. Mẹ ơi, mẹ à. Ồ,
em sẽ cho chị xem. Ao, tóc của con, mẹ ơi. Giờ ai mới là người mách lẹo hả? Mandy, thôi ngay đi. Mẹ nghiêm túc đấy, thôi đi, con có nghe không? Dạ mẹ, con xin lỗi. Mẹ giận rồi và tất cả là lỗi của em đấy. Hai đứa này lúc nào cũng có chuyện. Đứa này giờ là sao đây, phải đi xem chúng mới được. Em sẽ xử chị. Này, hai đứa, dừng lại đi. Đủ rồi, hai đứa đi theo mẹ. Mẹ nói Mandy đi, em ở hư đấy. Cả hai con vào bếp, ngay lập tức. Đi đi Stacy. Thật bất công. Các con sẽ cần cái này. Con sẽ làm gì với nó hả? Sao vậy mẹ? Mẹ sẽ chỉ cho. Con có thể dùng nó để băm hành. Ôi mẹ ơi, đừng có cằn nhằn nữa mà làm đi. Như vậy sẽ làm các con bận rộn. Ôi quá. Làm cho xong đi. Mình ghét việc này. Chúng ta sẽ làm gì đây? Ôi quá. Mình khóc rồi. Không thấy đường nữa luôn. Phải có cách nào đó dễ hơn chứ. Đợi đã, biết rồi. Mình có thể dùng cái nắp chảo này. Nó sẽ bảo vệ mình. Chị trông ngớ ngẩn quá. Thử xem nào, giờ mình có thể băm hành rồi. Ý kiến hay đấy. Mình giống phi hành gia vậy. Các con làm tới đâu rồi? Sợ quá đi mất. Các con trông buồn cười ghê. Tốt rồi, tất cả kẹp giấy đều ở đây. Ồ, em xong rồi hả? Bài kiểm tra hay lắm thế cô, em rất thích. Và em để kèm giấy của cô ở đây. Em đúng là học sinh ngoan nhất. Cô đợi để chấm điểm nãy giờ đấy. Em đã thêm vài câu hỏi cho vui ạ. Tốt lắm, cảm ơn em. Chúc may mắn đủ thua cuộc. Cậu gọi tớ là gì đó? Kệ cậu, tớ đi đây. Tạm biệt. Cô ấy thật đáng ghét. Mình phải làm cho xong thôi. Kẹp giấy, tớ không biết làm gì nếu thiếu mày. Wow, nhìn kìa. Tức gì mình đã học chăm chỉ hơn. Ok, được rồi, xong xuôi. Đây thưa cô. Được, nãy giờ tốt đấy. Đúng là nhẹ nhõm. Đây là bài tốt nhất của em đấy. Đợi đã, trang thứ hai còn trống. Trang thứ hai sao? Không phải chứ. Không ai nói với mình là vẫn còn câu hỏi. Phải làm cho rõ ràng hơn chứ. Đợi đã, không dám nhìn nữa luôn. Stacy. Sao rồi, cô biết em làm được mà. Cô không phiền chứ, em không giỏi chịu áp lực ạ. Ok, cô sẽ để em làm. Đừng làm thế. Mình phải làm gì đó với mái tóc này. Kẹp giấy. Đúng rồi, xong rồi. Em xong hết rồi sao? Vâng ạ. Tốt, cô rất vui khi nghe em nói thế. Nhưng không gọn gàng lắm, thấy không? Lấy lại đi. Thật không phải ạ. Đưa cho em cái kẹp giấy đi ạ. Đúng là một trò đùa mà. Không tin được là mình phải làm việc này. Mấy cái kẹp giấy tội nghiệp. Không. Mình nghĩ mình sẽ ngất xỉu mất. Ôi trời, không hay rồi. Chào, có lẽ chúng ta nên đùa thêm chút nữa nhỉ. Dung ơi, ai đó giúp tôi ra khỏi đây đi. Làm đi, sẽ buồn cười làm đấy. Không biết nữa. Không, ra khỏi đây đi. Cậu thật xấu tính. Nhưng mà, mình không làm được. Đợi đã, mình có ý này. Mình sẽ quấn băng keo quanh eo. Phải làm sao cho mặt dính được quay ra ngoài. Mình nghĩ được rồi đấy. Mình sẽ lan qua đống kẹp giấy. Băng keo sẽ dính chúng lên. Cực kỳ nhanh gọn lẹ. Mà còn vui nữa. Mình nghĩ dính hết rồi đấy. Đợi đó. Ôi cô ơi. Có chuyện gì vậy? Mình gặp một cơn ác mộng. Kẹp giấy của mình. Có chuyện gì thế? Giúp em chút nhé. Được, đợi chút đã. Nghĩ lại thì cái quái. Được rồi. Để nó ra xa em đi, nghiêm túc đấy. Tin cô đi. Cô biết mình đang làm gì mà. Điều tồi tệ nhất có thể là gì được chứ. Ok, cô làm đi ạ. Mình sẽ lồn áo ngực dưới băng keo, sau đó kéo ra. Thẫn ra rồi. Wow, hay thật. Và tất cả là nhờ áo ngực của cô. Ups, mình không nên vẫy nó lung tung nữa. Woohoo, bữa tiệc vui quá. Mình đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng mà hơi nóng ấy nhỉ. Ra ngoài hít thở chút đi. Tốt hơn rồi. Một đêm tuyệt vời. Nước ngọt. Đúng là thứ mình cần.
phải thưởng thức thôi. À, ngon quá. Tớ biết mà. Đợi đã, cậu có nghĩ giống tớ không? Xem ai uống được nhiều nước ngọt nhất nhé. Nhưng chúng ta phải làm sao cho thú vị? Chơi luôn. Làm đi. Khó hơn mình nghĩ đấy. Tớ đang cố tập trung nè. Chưa gì đã thấy hối hận rồi. Tớ thấy chơi vui mà. Đây là chai cuối cùng, không thể thua được. Mình cần đi toilet. Ok, quá dễ luôn. À, mình thích nước ngọt. Và mình cũng thích tiền. Không hay rồi. Mình phải tìm toilet. Và phải nhanh lên. Sao mình lại nghĩ đó là một ý hay chứ? Thôi nào, không có khóa. Ai thèm quan tâm. Không thể đợi thêm nữa. Ôi trời, mình cần đi toilet. Cô đang làm gì vậy? Xin lỗi. Mình phải khóa cửa. Nhưng bằng cách nào? Đợi đã, biết làm sao rồi. Mình sẽ quấn dây buộc tóc quanh kẹp tóc và làm thành một vòng tròn. Mình sẽ để vòng tròn quanh phần trên của tay nắm cửa. Sau đó đặt kẹp tóc ngang qua cửa. Nó sẽ khóa cửa. Mandy? Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? Mandy! Này, tớ ở đây. Nãy giờ tớ tới cây. Thơm quá. Chảy nước miếng rồi nè. Không gì tuyệt bằng ăn ngoài trời. Hey Mandy, thử đi. Nóng quá. Phỏng miệng tớ rồi. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon tuyệt luôn ý. Mình chùi hết lớp trang điểm rồi. Đúng là cuộc sống mà. Phải dặm lại chút mới được. Cái này sẽ giúp được đây. Quan trọng là phải xinh đẹp. Như này mới đúng chứ. Wow, cậu trông đẹp quá. Nhưng nó là của cửa hàng mà. Không ai biết đâu. Xong rồi. Đã sẵn sàng kinh doanh. Lấy tất cả đồ làm đẹp mọi người muốn. Chỉ với giá 10 đô. Không thể ăn thêm nữa. Phải nghỉ ngơi thôi. Nhìn đẹp và cảm thấy vui. Một món hơi đấy, lại đây. Kinh doanh chắc chắn là khó khăn mà. Đừng lo, sẽ được thôi. Ê, chào quý cô, muốn lột xác không? Chỉ 1 đô thôi. Ào, đau quá. Cái gì vậy? Ngón tay của mình. Mandy, cô phải làm gì đó đi. Ôi trời, Stacy, đừng lo. Tớ đây. Làm gì đi. Để tớ xem. Phải suy nghĩ. Bình tĩnh. Biết rồi, trong này phải có gì đó mình dùng được. Cái gì đây? Hôi quá. Thôi nào, đợi chút. Mình nghĩ mình có cách rồi. Cái này sẽ hiệu quả nè. Cái gì chứ? Một vị thần sao? Không thể nào. Wow, không thể tin được. Ông đứng yên được không? Tôi chóng mặt đấy. Cậu có thấy không? Nhìn kìa. Tôi là thần đèn. Ý tôi là thần trai. Cô giúp tôi tự do ước một điều gì đó đi. Nó sẽ thành hiện thực. Thật chứ? Wow. Ông chữa ngón tay cho tôi được không? Cô không hiểu rồi. Có lẽ cô thích một ngôi nhà. Tôi sẽ lấy nó. Không, ngón tay của tôi. Không, bảo qua đi. Thế xe ô tô mới thì sao? Vroom. Oh yeah. Mandy, nhìn ngón tay tớ đi. Có một cái rằm nhô ra nè. Với lại chúng ta cũng đâu có bằng lái xe. Chữa ngón tay của cô ấy đi. Cảm ơn, cậu là nhất. Ok, làm đi. Được thôi, cô sẽ cần cái này. Hả? Tôi sẽ phải làm gì với cái này? Cậu có ý kiến gì không? Cái gì đây? Tôi đang mơ về chiếc xe mà. Đưa nó đây. Mình cứ là phải làm mọi việc sao? Đưa ngón tay cho tớ. Đặt núm hút phía trên cái rằm. Sau đó kéo phần cán. Rằm sẽ bật ra ngay lập tức. Wow, đúng là kỳ diệu. Đây, cầm lấy. Cảm ơn. Đợi đã, tôi phải làm gì với cái này? Trà nó đi, biết đâu có thần đèn trong đó. Tôi muốn chiếc xe. Đã đến lúc chuẩn bị đi học rồi. Mình sẽ thực hiện một chuyến đi ba lô. Đó, vậy là xong rồi. Bố ơi, con sẵn sàng đi học rồi ạ.
Ok, bố đến ngay. Nâng bé con lên nào. Con sẵn sàng chưa? Ôm chặt nhé. Whee! Vui quá đi mất. Con thích chuyến đi ba lô nhất. Hôm nay trời đẹp quá phải không nào? Khoan, sao chúng ta lại tới đây? Chắc mình rẽ nhầm đường rồi. Chị thích tóc của em nhất. Con yêu, xem mẹ có gì cho con này. Bút dạ mới toanh dành riêng cho con. Yay, cảm ơn mẹ, con thích bút dạ lắm. Hai màu xanh, mình sẽ bắt đầu với bút này trước. Mình vẽ thật là giỏi, mình nên giành được cúp. Giờ mình sẽ dùng tất cả các màu. Giống y như cầu vồng ấy, mình thích cầu vồng. Tuyệt, xanh dương, mình có thể dùng bút đỏ để viết tên mình. Sao có quá trời nắp vậy chứ, ai mà thèm chứ. Mình sẽ tháo hết nắp ra. Ủa, tại sao bút dạ không ra mực vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, nhìn này, bút dạ hỏng hết rồi, mẹ sửa đi. Hả, nhưng bút mới toanh mà, mẹ vừa mới mua, để mẹ xem nào. Chuyện gì đã xảy ra với những cây bút dạ này chứ? Thôi được, đi với mẹ, để mẹ nghĩ cách nhé. Đấy, con bảo mà, bút dạ hỏng hết rồi. Mẹ hiểu rồi, con tháo hết nắp bút ra mà. Không có nắp thì bút dạ sẽ bị khô đấy con. Thấy không Ava, con phải đóng nắp lại lúc không dùng bút nghe không? Vâng ạ, đóng nắp bút lại. Xem nào, chỗ nắp còn lại đâu? Ava, con bỏ đâu hết rồi? Một ở đây cũng có một cái. Nắp bút ở khắp mọi nơi, sao con gái nhỏ của tôi bày khỏe thế này? Chỉ được cái dễ thương thôi. Ước gì có cách giúp cho con bé ngăn nắp hơn. Này, băng dính. Mình đã nghĩ ra một cách hay rồi, vào việc thôi. Mình sẽ bắt đầu với một dải băng dính, chỗ này đủ rồi đấy. Sau đó, tất nhiên mình sẽ cần bút dạ, mình sẽ xếp thẳng hàng trên băng dính. Đó, chỉ vậy thôi, và mình có thể gấp phần băng dính còn lại lên. Cách này chắc chắn rất hiệu quả, mình biết rõ mà. Con yêu, nhìn đây này, con giờ sẽ không làm mất nắp bút nữa đâu. Mẹ xếp vào đây hết rồi, của con này. Yay, nhìn này, bút lại viết được rồi mẹ ơi. Còn vẽ một bông hoa tím và trái tim màu xanh. Ôi, con đúng là một họa sĩ nhí. Vroom vroom. Skrrr. Skrrr. Xem nào, mình đã đóng gói hết đồ chơi của con chưa? Không thể quên mũ được và sách của mình. Và khăn ướt phòng khi con dây bẩn. Đầy mất rồi. Thôi nào, vào đó đi, mình biết nét vừa mà. Tuyệt, giờ sao đây? Thằng bé đang chơi gì đó ta? Này, mẹ ơi, cái đó của con. Ok, hãy để mẹ lấy đồ chơi trong hộp này ra. Giờ thì nó đã rỗng, mẹ có thể nhét khăn ướt vào. Đó là một hộp nhỏ xíu, nhưng đủ để nhét vài tờ khăn ướt. Thế là xong, chỗ này chắc đủ rồi. Và nó chỉ chiếm chút xíu không gian thôi. Mẹ ơi, nhìn con làm gì này, còn có mặt bim bim nhá. Rất thông minh đấy, tốt lắm. Nhưng mà chờ mẹ chút đã, để mẹ lấy khăn ướt. Lâu lắm rồi mình mới có sáng kiến thông minh như vậy. Đây này, mẹ chỉ muốn lau mặt cho con trai chút thôi. Đó, sạch rồi nhé, chuẩn không cần chỉnh. Một buổi chiều thư giãn. Ôi trời. Ôi con yêu, nhìn kìa, vịt. Mẹ, mẹ làm đổ nước rồi. Ôi trời, thôi đừng có lo gì nhá, để mẹ xử lý. Thấy không, mẹ vẫn còn khăn ướt, mẹ lau nhé. Chỉ cần chấm chấm thôi. Áo phông của con lại sạch sẽ rồi này. Được rồi, sao con không ăn quả táo này thay cho nước ngọt? Vroom. Bíp bíp, coi chừng, tôi đang đi qua. Rawr. Xe tải khủng long hạ gục mi. Rawr. Con yêu, con đang làm gì ở đấy vậy? Con yêu, con yêu, mẹ đang hỏi con đấy. Ôi trời, tay con toàn đất với cát kìa. Chà, may là mẹ có khăn ướt ở đây. Đây, để mẹ lau tay cho con nhé. Phải chà một chút mới sạch. Vậy là xong, giờ thì con lại có bàn tay sạch sẽ rồi. Yay, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhất quả đất. Để xem nào, đặt vào đâu nhỉ? Ôi, tía má ơi, bản giao sắc kìa. Mình không thể để đây được, nhỡ thiên thần nhỏ của mình mở ra thì sao? Còn bé nghịch giao dễ bị thương lắm. Ôi không không không, không thể thế được. Mình phải cất đồ ở chỗ nào con bé không thể tìm được. Phù, yên tâm hơn rồi. Con tôi an toàn rồi. Ok, nhặt đồ chơi cất đi cho gọn gàng nào. Mà chờ một chút, góc bàn này quá sắc nhọn. Thế này còn kinh khủng hơn dao nữa. Con bé có thể đập vào đây. Ôi không, không phải đầu gối của con tôi. Mình không muốn cái bàn này làm con bé khóc.
Ôi trời, ôi không không không, không được, không thể được. Mình sẽ không có cái máy chết chóc đó ở trong nhà. Đó, dán gối vào các góc này nhìn yên tâm hơn rồi đấy. Không còn sắc nhọn nữa, còn sẽ được an toàn. Không thể quên khóa cửa được. Khoan, ổ cắm điện, ổ cắm điện ở trong nhà. Không, con đang làm gì nhỉ, con sẽ bị thương mất. Không 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 không, đừng nhé con yêu. Dừng lại ngay, con không được nhét cái gì vào ổ cắm nghe chưa. Mày nhìn con xem, trông bẩn chưa kìa. Đây, để mẹ lau cho con nhé. Mẹ phải làm gì với con đây? Này, chờ một chút. Nắp của gói khăn ướt có thể chính là giải pháp. Chuẩn, mình có một ý tưởng đỉnh của Chop luôn. Mình chỉ cần thay đổi một xíu thôi. Vậy là xong, mình sẽ chỉ cần tách cái nắp ra và dán nó vào phía ổ ổ cắm. Giờ thì có ốp tường rồi. Vậy là khỏi lo còn nhét ngón tay vào trong ổ điện nữa. Ok, con sẽ an toàn trong khi mẹ đi vắng. Mà chờ chút. Còn máy là... Ôi, mình sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi nhà. Yay, đây là Poppet yêu thích của mình. Mình yêu bướm xinh đẹp. Ôi trời ơi, con bé có khác nào một thiên thần nhỏ. Chào em, lâu lắm rồi chị không gặp em. Dạo này em thế nào? Đi nào, chúng ta hãy đi dạo. Yeah, em đang đi nè. Em nghĩ chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới không? Nhìn kìa búp bê. Bể bơi đây, chị thích bơi lắm. Wow, em khát à, cho em uống nước này. Đây, cảm thấy sao rồi, nước ngon không? Ôi không, con bé đâu rồi? Con bé ở đằng kia. Em không tin được là con bé lớn nhanh thế. Lần trước vẫn còn nhỏ xíu. Búp bê ơi, ở đây không còn vui nữa. Nhìn mà xem, có một quả bóng ở ngay kia. Bóng rất là đẹp nữa. Thích quá đi. Có màu đỏ và xanh. Này, quay lại đây, bóng ơi. Đừng có lăn đi nữa, chị muốn chơi với bóng mà. Bóng ơi, nhìn cây này cao chưa nè. Cao tít lên trên kia luôn. Cây cao nhất chị từng thấy. Cây, cây, chị sẽ dùng đổ cây luôn. Nói đùa thôi. Chị cực kỳ thích cuốn này luôn đấy. Khoan, con bé đâu rồi? Con tôi đâu? Không không không, đi đâu rồi? Con bé không chơi ở quanh đây nữa. Búp bê của con này, nhưng con mang búp bê đi khắp mọi nơi mà. Con đâu rồi? Xin lỗi ạ. Xin chào, bạn có thấy bé gái này không? Con bé đây này, bé đáng yêu lắm. Ôi, chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi không hề thấy em bé ở đây. Con bé có thể đi đâu được chứ? Ôi, có người gọi, alo. Vâng, vâng. Ôi trời đất, cảm ơn bà nhiều ạ. Con đâu rồi? Thiên thần của mẹ. Bé con ơi, mẹ đi khắp nơi tìm con đây biết không? Con chào mẹ. Ôi, cảm ơn bà nhiều vì đã đưa bé về đây. Sao bà gọi cho cháu được? Con bé có vòng tay kia kìa. Bà gọi số điện thoại đấy. Ôi trời đất, mẹ quên mất là đã làm vòng này. Mình lấy một sợi dây câu và vài hạt nhựa, một trái tim để trang trí cho vòng, rồi đến số điện thoại của mình, cuối cùng là tên của bé nữa, thêm trái tim này. Chà, cháu cảm ơn bà nhiều vì đã đưa Annie về. Chúc bà một ngày tốt lành. Vẫy tay chào người hùng của con đi Annie. Đây con à, mẹ làm snack ngon và lành mạnh cho con. Không, con không ăn đâu, kinh lắm, con muốn burger cơ. Ôi trời, ăn burger nhiều không tốt, ăn trái cây tốt hơn. Đây này con, cứ ăn thử đi, rồi con sẽ thích mà. Con bảo không mà, con muốn burger cơ. Rồi để mẹ xem nào, nhìn này, táo tàu lượn đang tới. Đã đến đích, há miệng to và ăn một miếng nào. Ngoan nào bé yêu, con thích táo mà, món tủ của con còn gì. Chà, thế thì còn thanh kẹo thơm ngon này thì sao? Kẹo đến này. Wow, con thích thanh kẹo này. Yay, con muốn ăn. Con đang ngày càng đến gần nhé. Không, con không ăn táo mà. Được rồi, thử trò mới xem. Xem ai đây này Annie. Đúng rồi, ngài Barrington đến thăm con đây. Của con này, hãy ôm gấu thật chặt nhé. Hoàn hảo, con bé đang không để ý. Mình sẽ lén cho ăn. Hả? Không, con không ăn đâu. Ở đây cấm táo. Con bé thật sự đang thử thách sự kiên nhẫn của mình. Chắc hẳn phải có cách gì đó chứ. Con bé nói là muốn burger. Mình hiểu rồi, lần này con không láo cá được với mẹ đâu. Đã đến lúc làm burger trái cây rồi. Táo sẽ làm bánh mì. Kiwi làm rau xà lách. Một lát đào làm thịt. Còn dâu tây và chuối sẽ trở thành gia vị cho món burger này. Mình còn có thể làm khoai tây chiên từ táo. Con yêu, mẹ làm burger như con muốn đây này. Wow, cả cái burger dành cho con. Cả khoai tây chiên nữa. Khoai tây chiên là món khoái khẩu của con. Yay, ăn burger thôi. Burger ngon nhất quả đất. Con gái mẹ ngoan quá. Bạn muốn ăn trái cây hay burger hơn?
hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè, like và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nha.